Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình quay cái con máy dầu L50 nha các bạn nha. Thì các bạn đã, nói chung thì hồi tới giờ á, là cái máy mở máy này đa số mà nó về Việt Nam hàng bãi là đa số nó cũ, ít có cái nào mới lắm. Và hôm nay thì mình mới tuyển được con mới vậy thì hổm rày á, bữa mình có quay trên xem là mê. À, rất là nhiều bạn muốn mua nhưng mà mình chưa muốn bán, tại mình mua về là nó đẹp, chủ yếu là mình review trước cái đã. Thì mình review kênh Việt xem lò mê, giờ mình sẽ quay cái video này mình up lên kênh Soi Ca TV ha. Thì cái máy này nó mới, phải nói là nó mới mình nói khoảng nhiêu phần trăm ta, nó lên tầm khoảng 98-99%. Tại vì cái này mình về là mình không rửa ráy, không chùi, không gì luôn ha. Mình không có chùi gì luôn, để y như vậy. Thì cái máy này còn rất đầy đủ ha, rất là đầy đủ luôn, là cái sợi dây ga của nó vẫn còn nè, đó dây ga còn, cùi ga còn mới tinh nè. Rồi các bạn thấy cái nắp chụp của nó nè, đó rất là mới, đây mình chưa chùi chưa gì luôn mà nó mới vậy đây đó. Rồi nó có đầy đủ ha, có đề nè, có đề. Đề này thì mình chưa có thử nhưng mà mình nghĩ thì nó cũng ngon lành cành đào bình thường. Và nó có sẵn luôn cả cái đường dây chìa khóa đầy đủ, nó một cặp chìa luôn. Cái chìa mà mang nhãn hiệu Giang Ma luôn nè các bạn. Nè, đó các bạn thấy không? Chìa zin của nó luôn, có một cặp chìa khóa Seiko theo luôn. Rồi một cặp chìa khóa luôn, rồi cục sạc nè. Theo máy vẫn còn luôn. Cầu chì rồi rờ le đồ đầy đủ hết, nói chung không thiếu gì hết. Đó, đây. Răng ma L50 ES S 4,5 5 ngựa đó. Thì cái thằng mà có đề là cái lúc nào có đề nó cũng mắc hơn cái thứ mà thứ không đề nha các bạn nha. Và nó hiếm có một con mà mới vậy lắm, vô biết độ mới về mà máy này nổ đồ đã lắm. Các bạn mà mua về thì chỉ việc là bỏ lên là xài thôi chứ còn không có lo lắng gì đó. Các bạn thấy nè, cái nắp hông của nó này, cái mà cái đồ xả nhớt là chưa có một cái dấu hiệu gì mà người ta vặn để xả nhớt hết ha. Đây cái nắp bên này đó, cái nắp này chắc cái lược đây nha. Đúng rồi, cái lược nhớt á, cái lược dưới đáy á, lược nhớt á. Đó, nó có con tem nè. À, ngàn giờ mình ngàn dăm 200 giờ gì đó, hay tháo ra mình xúc hay gì đó không biết, nói chung là vậy, chữ của Nhật. Rồi đây lóc liếc rồi còn sáng trưng các bạn thấy không? Đó, các bạn mua cái máy này là đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Như một cái máy mà như cỡ này mà của mà Trung Quốc á, mới á, nó cũng nằm phải là mười mấy triệu mà của Trung Quốc, còn cái này là của Nhật, răng ma của Nhật mà loại L, nó mắc hơn cái Giang Ma L, nó mắc hơn thằng Kubota ha, về cái sức ngựa ha, nó mắc hơn ha, mắc hơn Kubota, mắc hơn những cái dòng Robin đồ khác. Nó là cái giá của nó, cái mà sức cái ngựa của nó cũng đồng cỡ vậy, nhưng mà thằng Giang Ma lúc nào cái giá nó cũng cao hơn những cái dòng kia Kubota rồi hết ha. Rồi, cái này cái nắp của nó là nó làm cao su, nó làm lỏng vậy á để cho nó chạy cho nó êm. Bây giờ mình sẽ giật nổ cho bạn xem. Thì cái mà cái thằng này á là khi mà mình, khoan để em nói đã, nhớt các bạn thấy không, cái đo nhớt của nó còn vàng ươm nè, nhớt nè, nhớt là còn mới tinh luôn đó các bạn thấy không, nhớt còn mới tinh luôn. Rồi nói chung máy này nó chạy là nó chưa xả nhớt lần nào luôn. Đây con ốc xả nhớt nó nè, không ốc xả nhớt nữa nè, nó chưa từng xả nhớt đồ luôn. Thì thằng này á là mình chạy nó, mình khởi động nó là các bạn thấy có chữ run star đây không, các bạn phải lên tới ngay chỗ cái này nè đó, các bạn phải lên tới đây các bạn giật nó mới nổ nha, phải lên nó nổ rồi trả ga lại, người ta chế cái nguyên tắc nó vậy, nó mới nạp dầu. Thì khi mà các bạn giật là các bạn thả cò xuống đó nha. Rồi để mình giật cho coi, còn cái này á là để thăm nhớt nè. À, để thăm thử xem coi nhớt nó có bơm lên trên cái cò không nè, bơm lên cò không ha. Giờ mình để đây
mình giật nổ cho các bạn xem thử ha. Rồi bây giờ mình giật cho các bạn xem thử, rất là nhạy nổ các bạn. Quá tuyệt vời đó. Khi mình ấn thì mình lên, mình kéo ga lên, kéo ga lên đây, mình xoay xong mình đè cò này mà cứng vậy nè, mình giật. Cái con nó nhẹ nhàng lắm các bạn, nó nhỏ lắm, giật nhẹ là nổ thôi. Các bạn thấy không, rất là nhẹ nhàng và dễ nổ đó, rất là nhẹ nhàng dễ nổ. Còn máy á, các bạn xem có độ hơi hay không nè, đó, có độ hơi không? Đó, chạy từ nãy giờ mình chạy lâu lắm rồi nè, các chàng đem vô anh giao đồ mình để chạy từ nãy giờ nè đó, các bạn thấy không? Nếu mà đổ hơi á, ở đây sẽ các bạn sẽ thấy đổ hơi lên liền. Bao không bao giờ máy còn mới tinh không có chuyện đổ hơi được. Đó, các bạn thấy không, hơi nó cực kỳ mạnh mẽ, khi chạy là nó trả một cái bốc lại ha. Đó. Rồi để mình giật cho bạn xem, mình một tay thôi đập đây. Ui. Rất là nhẹ nhàng dễ nổ. Bạn thấy hơi giọng đã không? Bao nè, không đổ hơi ha. À, nếu đổ hơi là các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Đó, bạn thấy đã không? Khi nó ấy nó hơi nó mạnh, nó đánh nó trả lại một cái bút khoáng, trả ngược lại liền ha. Cái này đề đi thì vô tư các bạn, không có lo gì hết, chỉ việc cắm vô là chạy thôi, chìa khóa đồ sẵn sàng hết rồi, việc bật lên phát là chạy thôi, không có lo lắng một vấn đề gì hết. Chìa khóa có sạc có đồ đầy đủ hết, mình chỉ việc cắm đường này vô trong bình ắc quy, rồi mình cắm mua vô một sợi dây mát, mình bắt sợi dây mát vô vô sườn, mình bắt chỗ nào đó mình bắt sợi vô là mình chỉ việc là chạy là tự nó sẽ sạc rồi nha. Nó có đầy đủ các cái đồ sạc nè, cầu chì nè, đó cầu chì viết đồ này nọ đầy đủ hết rồi, cục sạc cục đồ đầy đủ hết rồi. Đường dây này để ra đèn, các bạn cắm ra sợi dây đèn á, cái điện để mà xài đèn á, cắm vô đây nó sẽ phát ra cái đèn 12V
đang 12V, các bạn cắm ra đèn 12V xài ha. Thì còn điện nó phát trong máy ra, cắm đây thì ra đèn 12V ha. Rồi đây thì các bạn sạc thì nó sẽ tự động nó vô bình thôi, không có lo gì hết á. Nói chung máy mới về không rửa không gì, mà nó hàng bãi về mà không rửa không gì, mình khỏi rửa luôn, mình để vậy nè. Chứ còn rửa đây, bây giờ thí dụ giờ mình rửa cho bạn xem thử ha. Dụ giờ mình lấy cái khăn nè, mình nhúng miếng nước nè, đây. Các bạn thấy không? Thấy không? Nó khác liền không? Đó, nhìn lên cái nó sẽ khác liền, thấy không? Nó sạch ra nó sẽ khác liền không? Đó, máy cũng vậy nè. Đó, đây, bình dầu rồi. Đó. Đó, nó sẽ khác ngay lập tức thôi. Đó. Nó len keng. Rồi, đẹp lắm các bạn ơi, ngon lắm các bạn. Chất lượng lắm, đó nó dơ thôi. Chùi ra phát là sáng bóng. Chất lượng lắm các bạn. Mua về xài thôi chứ bao ngon. Dây ga đồ đầy đủ nè. Đó, nhớt nhau đồ còn mới tinh luôn. Ha. Giật nổ một cách nhẹ nhàng, nhẹ hơn máy xăng. Mình không có bình ắc quy, bình nằm trong xe rồi. Đó, bình trong xe hơi, lý nào lấy ra đề. Tại lâu lâu mới lấy cái này thôi chứ đâu phải có nhiều đâu. Nè, xe mình nè. Đó. Xe mình nè, các bạn đi thấy số xe này là của mình ha. 60A46783. Đây, nhà mình đây. Mình vừa là nhạc sĩ nữa. Các bạn lên trên mạng các bạn tìm nhạc sĩ Vũ Đức Hạnh là mình ha. Rồi mình có mới có sáng tác một bài mới là bài mới là đời là hơn thua đó, các bạn lên đó các bạn nghe thử. Bây giờ đây nói chung cái này nó giật nó còn nhẹ hơn là máy xăng nữa các bạn. Đây mình giật lại các bạn xem, nó còn nhẹ hơn máy xăng nữa. Đầu tiên các bạn nhấc cái này cái chừng nào còn bạn thấy nó sập xuống vậy nó đóng cứng lại là được ha. Bạn để tay vậy quên quên lên da. Rồi, các bạn vặn hết ga xuống ngay chỗ xanh nha. Nó đi xịt ta run nha, đó các bạn vặn xuống đó. Rồi các bạn kéo này cho nó đè xuống vậy là ok. Rồi bạn để tay đây giật cái là nổ. Những cái máy mà hơi nó còn mạnh á thì nó mới máy nhỏ nè, đó là 60 á, thì có những cái mà hơi còn mạnh á nó mới có thể mà chạy được cái như thế này các bạn à, được từng tiếng như thế này các bạn đó, ha, đếm tiếng luôn ha. Các bạn ha, chỉ có những cái máy mà nó còn hơi nó còn ok nó mới chạy được cái mức độ này thôi. Còn những cái máy mà nó mà đã nằm rồi nó mòn nó cũ rồi thì không bao giờ mà có được như vậy. Không bao giờ có được nha các bạn nha. Mình là
Mình là ngoài mình làm YouTube thì mình là một nhạc sĩ nữa các bạn nha. Thì các bạn lên trên mạng các bạn đánh là nhạc sĩ Vũ Đức Hạnh là mình ha. Mà bài hát mình mới sáng tác mới nhất á thì mình có tên là Đời Là Hơn Thua. Các bạn tìm bài hát Đời Là Hơn Thua ha. Rồi các bạn sẽ nghe thử cái bài hát đó và các bạn sẽ thấy tên của mình sáng tác, hoặc là cái chuỗi bài hát mà Chôn Đi Kỷ Niệm, cái bài đó thì cũng là của mình ha. Đó, Chôn Đi Kỷ Niệm là của mình. Để mình giật phát nữa rồi lần này mình nghỉ ha, giật phát nó nổ chơi cho anh em coi chơi rồi nghỉ. Đây rồi mình quên quay phần này cho nên giờ mình quay lại nè cho bạn xem nè. Có nghĩa là cái bình dầu của nó sáng choang luôn các bạn, sáng choang luôn. Đây dầu của nó mang từ bên Nhật về dầu rin luôn nha. Đây mình soi đèn cho bạn xem nè, đó cái thùng dầu nó nè, dầu này từ bên Nhật về luôn nè. Đó nó sáng trưng luôn các bạn, thấy cái bình dầu này đó, nó sáng trưng mang từ Nhật về thì nó còn bằng này dầu luôn nè. Đó nó lên tới nửa lần, tại vì máy mình bỏ nghiêng vô trong vách rồi đó. Đó nó còn tới là coi như là còn, nó còn tới 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 nửa bình, hơn nửa bình dầu này luôn đó. Hơn nửa bình dầu luôn đây đó, hơn nửa bình dầu để nghiêng vô đó, đây kéo ra nè đó các bạn thấy không? Đó thẳng nè, nó hơn nửa bình dầu luôn, từ bên Nhật về luôn, dầu zin của nó luôn. Đó, thành thử ra là phải nói không lo gì về bình dầu bị sét bị gì các bạn ha. Ồ, chào chú, hôm nay chú đi đâu, đi đâu sớm vậy? À, hôm nay chú đi về Cần Thơ. Cần Thơ hả? Đây, có việc gì không mà về đó vậy? À, chú đi quay cái video cho bên bán đồ gỗ mà. À, ghé cháu ủng hộ ly cà phê được không? Được chứ, rồi, trời rồi ơi, đi cà phê cho đi tỉnh nè. Táo mới ghé miền Tây được chứ. Rồi chú đợi quay cái bức xe cho người ta biết đúng là Sói Ca TV. À đây là Sói Ca TV nha, bạn nào mà có xem mà quay nông cơ hay xem ô tô cũ là xem trên kênh Sói Ca TV. À Đây rồi, rồi chú đợi con chút xíu nha, pha ly cà phê tỉnh táo ok, rồi chú chú đi vô nha. có ngồi được không? Được được có được chỗ chú, ngồi không? có bán cà phê mà không có chỗ ngồi là chết rồi. À, rồi mà chú đắp 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 xe vô đây rồi. Chà xe của YouTube có khác xịn dữ ta.